Tại điểm E khoản 1, điều 7, Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ hai, người thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Hiện nay mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng một tháng, theo điều 3 Nghị định 24/2023 của Chính phủ. Như vậy mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: người thứ nhất đóng 81.000 đồng, người thứ hai đóng 56.700 đồng, người thứ ba đóng 48.600 đồng, người thứ tư đóng 40.500 đồng. Từ người thứ năm trở đi đóng 32.400 đồng.